Trung Quốc, mặt trăng nhân tạo sáng gấp 8 lần tự nhiên, dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào năm sau. Mặt trăng từ xưa tới nay luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt với tất cả các quốc gia trên trái đất. Từ yếu tố tâm linh cho đến thời tiết, tác dụng thiết thực nhất mà chúng ta có thể nhận thấy ở mặt trăng là soi sáng mọi vật vào ban đêm. Thế nhưng theo thời gian, văn minh ngày càng phát triển cùng với khói bụi và nhà cao tầng ngày càng nhiều, khiến mặt trăng giờ đây không còn sáng vằng vặc được như trước nữa. Theo tạp chí Time của Mỹ, các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu và dự tính sẽ tung một mặt trăng nhân tạo lên không gian để chiếu sáng thay thế mặt trăng phiên bản gốc của chị Hằng. Phiên bản nhân tạo này sẽ sáng gấp 8 lần phiên bản mặt trăng gốc và nó sẽ chỉ cách trái đất khoảng 500 km, chứ không phải 300.000 km như xưa. Kế hoạch thắp sáng bầu trời đêm này dự kiến sẽ giúp Trung Quốc chiếu sáng được cả tỉnh thành đô và tiết kiệm được cho nước này tới 200 triệu đô la tiền điện mỗi năm. Ngoài chiếu sáng thay thế đèn đường, chúng sẽ còn có rất nhiều tác dụng nếu như Trung Quốc gặp phải thiên tai và mất điện hàng loạt. Chính mặt trăng này sẽ soi sáng giúp người dân có thể bình tĩnh hơn. Tuy nhiên còn một số bài toán đang được các nhà khoa học Trung Quốc tính toán cẩn thận. Ví dụ như thay pin cho ông tướng mặt trăng này như thế nào cũng là một vấn đề. Chưa kể là chẳng may hỏng thì sửa chữa ra sao cũng rất khó để giải thích. Nói đùa tí thôi chứ mặt trăng này đếp chạy bằng pin đâu, nhưng hỏng hóc là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra thật. Dù như thế nào thì cũng nể khoa học vũ trụ của ông bạn hàng xóm thật. Quá vip rồi luôn.